nóng, FIFA chính thức tước quyền đăng cai World Cup U20 của Indonesia, cả châu Á phỉ báng xin thấy rằng. Ngày 26 tháng 3, FIFA chính thức ra quyết định hủy bỏ lễ bốc thăm vòng chung kết U20 World Cup mà không đưa ra lý do. Tuy vậy, theo thành viên của Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Indo, FIFA ra quyết định này bởi lẽ Thống đốc Bali phản đối sự tham dự của U20 Israel. Mới đây nhất, tờ Sportstat của Indonesia đã có bài viết cho rằng dường như FIFA đã tước quyền đăng cai World Cup U20 của Indo. Thực ra, chính phủ đã được nhận thư hủy bỏ từ FIFA, tuy nhiên họ chưa muốn công bố đối với người dân Indo. Tờ báo này dẫn lời của cựu ủy viên Liên đoàn bóng đá Indonesia trên Postcard Radio. Bên cạnh đó, tờ báo này còn cho biết Indonesia dường như không mong muốn bị tước quyền đăng cai. Có thể họ đang tìm cách làm việc với Liên đoàn bóng đá thế giới về việc này. Rất có thể chính phủ cấp cao đang làm việc với FIFA sau khi nhận được thông báo. Họ cần có thêm thời gian để thuyết phục trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Liệu rằng nỗ lực của chính phủ có giúp cho Indo đăng cai thành công U20 World Cup hay không? Vòng chung kết U20 World Cup mới đây đã xác định đầy đủ 24 đội bóng tham dự. Tại Đông Nam Á, Indonesia là đại diện duy nhất góp mặt do là nước chủ nhà. Theo đó, U20 Việt Nam cũng đã vội lễ do không thể nào vào tới bán kết của vòng chung kết U20 châu Á 2023. Trong số đó, 4 đội khác của châu Á đã giành vé vào chơi giải đấu trường này, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Iraq. Trong trường hợp FIFA quyết định tước quyền đăng cai của Indo và giao cho một số quốc gia khác, đội bóng xứ sở vạn đảo sẽ mất đi quyền tham dự giải đấu này. Đây được xem là một tin tức không mấy vui vẻ đối với cả đội bóng cũng như người hâm mộ nước này. Argentina và Qatar là một trong những quốc gia bày tỏ mong muốn thay Indo đăng cai U20 World Cup. Truyền thông Argentina đã đưa tin Liên đoàn bóng đá nước này đã đề nghị trở thành nước chủ nhà U20 World Cup với FIFA. Mặc dù FIFA chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng có khả năng giải đấu sẽ được tổ chức ở một quốc gia khác. Nhận thức về điều này, AFA đã đề nghị Argentina làm đội chủ nhà đăng cai World Cup U20 nếu như Indo bị tước quyền. Trong khi đó, báo chí Qatar cũng đã khẳng định nước này sẵn sàng đưa U20 World Cup 2023 về Trung Đông sau khi tổ chức thành công bên World Cup 2022. Bên cạnh đó, Qatar cũng tự tin đăng cai thành công U20 World Cup 2023 do cùng thuộc châu Á như Indo, nên FIFA không cần phải bận tâm tới việc phân chia lại số suất tham dự. Lý do khiến cho Qatar cũng như Argentina cố gắng xin đăng cai bởi các đội U20 của hai quốc gia này đều không vượt qua vòng loại. U20 World Cup 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 ở Indo. Tuy nhiên, do những lý do ngoài bóng đá, quốc gia Đông Nam Á có thể bị tước quyền đăng cai, FIFA sẽ hủy bỏ lễ bốc thăm dự kiến vào ngày 31 tháng 3. Trở lại U20 Indonesia, những tưởng việc tham dự U20 World Cup với tư cách đội chủ nhà sẽ là điểm sáng trong bức tranh mấu chốt của bóng đá nước nhà, nhưng mọi việc đang đi theo chiều hướng xấu, nên biết rằng bóng đá Indo chắc chắn không đủ sức cạnh tranh một suất tham dự World Cup. Vừa qua, họ đã ồ ạt nhập tịch và đưa toàn bộ đội hình đi tập huấn ở châu Âu. Tuy nhiên, trong mắt người hâm mộ châu Á thì Indo vẫn là một đội bóng yếu ớt và thực tế kết quả ra sao thì cũng chỉ nhận ra được như vậy. Thậm chí họ từng bị chê cười khi chơi hơn người trước Iraq trong gần 60 phút nhưng vẫn thua ở giải U20 châu Á. Tại vòng chung kết U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam và Indo đều không thể tạo ra bất ngờ. Cùng với đó, những kế hoạch của U20 Indo cũng đã bị phá sản. Trước đó, tài năng trẻ là Justin Hamner cũng đã ra quyết định tập trung U20 Indo thay vì U21 Hà Lan. Cầu thủ trẻ này mong muốn tham dự sân chơi World Cup nên lựa chọn cống hiến cho đội tuyển Đông Nam Á. Tuy nhiên, nhiều khả năng giấc mơ của anh sẽ không thực hiện được với những động thái mới nhất từ FIFA. Đội tuyển U20 Indo được đầu tư rất lớn trong 2 năm qua để sẵn sàng lĩnh trọng trách thể hiện bộ mặt bóng đá Indo trước thế giới. Áp lực này khiến cho vị huấn luyện viên Shin vào hồi đầu năm kể trên đã phải lên kế hoạch tập trung U20 Indo dài hạn từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 2. Nhiệm vụ trước mắt sẽ là có những màn trình diễn tốt tại vòng chung kết U20 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 3. Ngay sau khi kế hoạch của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc cũng như danh sách triệu tập 30 cầu thủ của Indo được công bố, đã diễn ra một sự tranh cãi nảy lửa. Ban đầu là 3 huấn luyện viên đến từ 3 câu lạc bộ tranh ngôi đầu giải vô địch quốc gia đã lên tiếng vì chỉ trích mất tới 9 cầu thủ được triệu tập và họ đều là những trụ cột. Vị huấn luyện viên người Đức cho biết, tôi thật sự muốn thấy U20 Indo chơi tốt tại đấu trường châu Á và thế giới. Nhưng quan điểm của tôi lại không bao giờ thay đổi. Khi cầu thủ chơi tốt ở giải vô địch quốc gia thì họ có thể chơi tốt ở đội tuyển quốc gia. Thậm chí ông Thomas Doll đã không chịu được sự bức xúc mà mắng ông Shin là thằng hề. Câu lạc bộ Persib Bandung với 3 cầu thủ được triệu tập, vị huấn luyện viên trưởng Mila đã bày tỏ, câu lạc bộ phải được quyền quyết định nhả người hay không vì chúng tôi và cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp, chúng tôi phải tính tới điều tốt nhất cho toàn đội.
sự chỉ trích mạnh mẽ đến từ các vị huấn luyện viên với những cầu thủ được gọi. Giải đấu đã cạnh tranh gay gắt, tại sao lại đi tập trung đội tuyển trẻ dài hạn lúc này? Cầu thủ sẽ trưởng thành hơn khi được đặt trong một môi trường chuyên nghiệp chứ không phải là lên đội tuyển trẻ. Vị huấn luyện viên người Phần Lan cũng chỉ trích PSSI không đưa ra kế hoạch cụ thể sớm. Hiếm hoi chỉ có một vị huấn luyện viên tại giải vô địch quốc gia Indo đưa ra quan điểm ủng hộ ông Shin Tae-jung. Nhiều ý kiến cho rằng ông Shin vòi vĩnh quá mức. Mới đây đã nhắc tới ông Shin thì Bola cũng đã giật một tờ tít. Năm thất bại của ông Shin Tae-jung vẫn là Á quân AF Cup và chỉ giành được huy chương đồng tại SEA Games. Xuyên suốt bài viết, tờ báo xứ sở Vạn Đảo đã chỉ ra một chuỗi thành tích không mấy ấn tượng của ông Shin kể từ khi ông dẫn dắt đội bóng Indo từ đầu năm 2019 tới nay. Đáng chú ý hơn cả, tờ báo này liên tục so sánh đội bóng xứ sở Vạn Đảo với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, tại vòng bảng AF Cup 2020, huấn luyện viên Shin chỉ có thể giúp đội tuyển Indo cầm hòa đội tuyển Việt Nam. Dù giành quyền vào tứ kết, nhưng đội bóng xứ sở Vạn Đảo sau đó đã nhận thất bại cay đắng trước Thái Lan. Tiếp đến kỳ AF Cup 2022, Tàu Bola vẫn chưa thể quên thất bại trước những chiến binh sao vàng. Ở giải đấu này, đoàn quân của ông Shin đã thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 0-2. Thật không may khi đội tuyển Indo đối mặt với Việt Nam tại bán kết, các cầu thủ Indo gặp khó khăn khi đối mặt với đội tuyển Việt Nam. Sau khi hòa 0-0 ở trận lượt đi, đội tuyển Indo sau đó thua 0-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tại SEA Games 31 diễn ra 2022, do Việt Nam làm chủ, ông Shin Tae-jung dẫn dắt đội tuyển U23 tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở Vạn Đảo chỉ có thể giành huy chương đồng. Nhớ lại sự kiện này, Tàu Bola tiếp tục chỉ ra thất bại. U23 Indo của ông Shin khởi đầu khá tệ tại SEA Games 2022, thua 0-3 trước U23 Việt Nam. Được biết, nhiều đồn đoán về hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Indonesia và ông Shin. Cùng với tân chủ tịch PSSI mới đây đã lên tiếng bảo vệ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Theo kế hoạch, ông Shin sẽ dẫn dắt U20 Indo ở U20 World Cup 2023 vào tháng 5. Tuy nhiên, nếu Indo bị tước quyền đăng cai, tất cả những gì họ chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể.